Vietchờ Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video shop Vietchờ Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó ấn vào chuông là quý vị và bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất em Hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay em Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi loa B và V kép phiên bản 802 Nautilus, và đôi loa này có vỏ màu đen, tức phiên bản Black. Và ở phiên bản này thì chúng ta sẽ có màu Black, màu dâu quốc và màu Gold. Và ở phiên bản này thì mọi người luôn đánh giá cao cái phiên bản màu Black nhất. Và đây là một trong những cái đôi loa có thiết kế vô cùng ấn tượng đến từ thương hiệu B và V kép, mà mức giá vô cùng hợp lý để quý vị và các bạn trải nghiệm B và V kép 802 Nautilus. Cấu hình của đôi loa Nautilus 802 đến từ thương hiệu B và V kép thì sử dụng hai loa trầm với đường kính 20cm và gân là gân cao su, cùng với lại dòng loa chung là loa chung với đường kính 16,5cm và được sử dụng sợi Kevlar, sợi vải huyền thoại đến từ thương hiệu B và V kép của Anh Quốc. Cũng như ở phiên bản chép, chúng ta có cái chép rời dạng hình Nautilus đến từ B và V kép. Và ở cấu tạo của phiên bản 802 Nautilus này, quý vị và bạn có thể quan sát, nó được thiết kế vô cùng ấn tượng khi được phủ bóng piano phần loa siêu chép và loa chung. Thì quý vị và các bạn cũng quan sát thấy nó được sản xuất bằng công nghệ ceramic rất là hiện đại, tức công nghệ củ phía bên trong là củ bằng gốm và phủ bảo vệ bên ngoài bằng một lớp sơn piano cực đẹp màu đen xuất sắc. Tất cả các đôi loa cao cấp đến từ thương hiệu B và V kép hiện tại hầu hết sử dụng cấu hình tương đồng, tương tự như cái phiên bản 802 Nautilus này, cho thấy dòng loa này luôn được định hình và đánh giá cực kỳ cao bởi nhà sản xuất đến từ Anh Quốc. Và đôi loa này ngoài ra cấu tạo thùng, quý vị và bạn có thể tìm hiểu và tham khảo, thì khi sản xuất thùng sẽ được ghép rất là dày từ nhiều lớp gỗ và được tẩm sấy ép rất là kỹ, cũng như công nghệ tiêu tán âm của đôi loa này là một trong những cái công nghệ đỉnh cao đến từ thương hiệu B và V kép, tức là Bogle & Wiking. Và đây là một đôi loa tuyệt đẹp, hình thức rất là ổn áp để quý vị và các bạn chơi. Đôi loa này thì quý vị và các bạn có thể phối ghép dễ dàng. Và đôi loa B và V kép 802 Nautilus nó được thiết kế hốc thở ở phía dưới và nó sẽ thở xuống phía dưới này, và phía dưới chúng ta sẽ có một cái chân đúc gang cũng như có 4 viên bi sắt ở phía dưới, dễ dàng cho quý vị và các bạn có thể di chuyển và chuyển động đôi loa này, bởi trọng lượng đôi loa này cực nặng, mỗi chiếc lên đến gần 100 kg. Vì vậy nên quý vị và bạn nếu vận chuyển thì rất khó khăn, bởi cái hình thức thiết kế của đôi loa này cũng rất đặc trưng đến từ thương hiệu B và V kép, với thiết kế hình thoi như thế này. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy cấu hình phía sau của chiếc loa này rất là sâu và dày dặn. Em xin phép sẽ quay phía sau chi tiết để quý vị và các bạn quan sát. Và đôi loa này thì quý vị và các bạn quan sát thấy phía sau chúng ta cũng sẽ có một hệ thống cọc loa rất là ấn tượng. Chúng ta có thể đánh tách rời riêng, giải trung tép cũng như giải trầm riêng. Và đôi loa thì có tem đến từ thương hiệu B và V kép Nautilus 802. Và đôi loa này có công suất lên tới 500W tối đa trên 8 ohm. Và seri của đôi loa này là một đôi loa liền kề seri, tức là chuẩn một đôi loa vân gỗ, tất cả cấu hình loa củ loa tương đồng. Và đôi loa này đương nhiên rồi, quý vị và bạn quan sát lại gần hơn nữa thì em nó được sản xuất tại Anh Quốc để quý vị và bạn yên tâm để sử dụng. Và đôi loa này thì quý vị và các bạn có cái cặp dây đấu từ giải trầm lên giải chép, là cặp dây đấu
chính hãng đi kèm theo loa. Vì vậy quý vị và bạn an tâm sử dụng. Và phía cầu phía sau của chiếc bên này cũng tuyệt đẹp để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm. Đôi loa này cực kỳ xứng đáng để quý vị và bạn chơi cũng như sưu tầm tại không gian nhà mình. Đôi loa này là một trong những phiên bản cực kỳ dễ ghép của phiên bản 802 đến từ thương hiệu B và V kép. Và chúng ta có thể quan sát thấy đôi loa có cấu hình rất đều và rất đẹp, cũng như tất cả nguyên bản, và đang có sẵn hàng tại Vietjet Audio với mức giá tham khảo em gửi tới quý vị và các bạn hiện tại sẽ là 138 triệu đồng cho đôi B và V kép Nautilus 802 này. Tất cả tình trạng xuất sắc và nguyên bản, màu sắc và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phương ghép miễn phí cũng như giao lưu sản phẩm audio, xin mời quý vị và bạn có thể comment ở phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại của shop hoặc trực tiếp qua shop tại Hà Nội. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo, và xin mời quý vị và bạn cùng em quan sát xung quanh đôi loa tuyệt đẹp B và V kép Nautilus 802 này, một đôi loa rất là ấn tượng.